Người xưa thường nói, sống chết có số, phú quý do trời. Điều gì đã được định trước trong mệnh, thì dù người ta có muốn hay không, cũng sẽ xảy ra. Con người nếu vẫn cố ý làm trái thiên ý, thì có thể sẽ tự rước lấy đại họa cho mình. Sống chết có số, Đường Huyền Tông ba lần sắc thuốc phá long thai đều bất hạnh. Khi Đường Huyền Tông còn là thái tử sống ở Đông Cung, Thái Bình công chúa rất đố kỵ, sớm tối đều dò xét hành động của ông, chỉ cần phát hiện một chút khuyết điểm nhỏ cũng đem bẩm báo với hoàng thượng. Hậu cung và những người bên cạnh ông đều âm thầm giữ thái độ hai mặt, bởi thế lực của Thái Bình công chúa quá lớn. Lúc ấy, hoàng hậu Nguyên Hiến mang thai, Huyền Tông sợ Thái Bình công chúa phát hiện, muốn bảo hoàng hậu uống thuốc phá thai. Tuy nhiên, bên cạnh ông không có người tin cậy để bàn bạc, ngoại trừ một người tên là Trương Thuyết. Người này dùng thân phận quan hầu cận ý kiến thái tử cung. Huyền Tông không chút do dự nói cho Trương Thuyết biết chuyện này. Trương Thuyết cũng âm thầm tán thành. Qua vài ngày, Trương Thuyết lại đến thái tử cung, lén mang theo 3 thang thuốc phá thai cho Huyền Tông. Huyền Tông nhận được rất vui vẻ, liền đuổi hết người bên cạnh đi, tự mình châm lửa sắc thuốc. Thuốc còn chưa sắc xong, ông đã cảm thấy mệt mỏi, liền nhắm mắt nghỉ một chút. Trong cơn mơ màng, Huyền Tông ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một vị thần cao hơn 1 trượng, cưỡi trên lưng con ngựa phục sức đầy đủ. Vị thần tiên mặc áo giáp vàng, tay cầm giáo bay vòng quanh nồi thuốc 3 vòng. Sau đó, ông làm đổ hết chỗ thuốc đang nấu. Huyền Tông nhanh chóng tỉnh giấc kiểm tra, bỗng thấy một giọt thuốc cũng không còn, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau đó, ông lại tiếp tục nhóm lửa, xoát tiếp 1 thang thuốc khác, còn mình thì nằm trên giường. Lúc này, vị thần tiên kia lại đến xem thuốc, và giống như lần trước, ông lại làm đổ thuốc 1 lần nữa. Cứ như vậy, Huyền Tông nhẫn nhịn sắc 3 thang, 3 thang đều bị đánh đổ, đành phải thôi. Ngày hôm sau, Trương Thuyết lại đến, Huyền Tông đem chuyện này nói cho y. Trương Thuyết nghe xong, liền đi xuống bậc thang, nghiêm túc quỳ bái Huyền Tông, chúc mừng nói. Đây là ý của thiên thượng, thai nhi này không thể phá. Sau đó, Hoàng hậu Nguyên Hiến muốn ăn vặt, Huyền Tông cũng nói chuyện này cho Trương Thuyết. Trương Thuyết liền nhân lúc đến giảng bài cho Huyền Tông, lấy ra quả mộc qua dâng lên cho hoàng hậu. Quả nhiên thai nhi sau này được sinh ra trở thành vị hoàng đế thứ 7 của triều Đường, tên là Đường Túc Tông. Vì có công này mà ân đức của Trương Thuyết đối với hoàng gia không người nào sánh nổi. Cũng vì thế mà Túc Tông từ nhỏ đã cùng với 2 người con của Trương Thuyết là Trương Quân, Trương Ký thân nhau như anh em. Có thể thấy, Đường Túc Tông ngay từ khi còn cuốn trong tã đã được thần linh bảo hộ, không ai có thể làm hại được. Ngay cả Đường Huyền Tông có nhiều cơ hội để ra tay cũng không thể làm gì được. Vậy thì Thái Bình công chúa dẫu có muốn sát hại ông thì kết quả tất nhiên cũng sẽ thất bại như vậy.